Xin giới thiệu với các bạn hai cái mẫu động cơ giảm tốc 72V 2200W và 60V 1500W. Cái mẫu 60V 1500W thì có cân nặng là 24,5 kg. Còn cái 2200W 72V này của nó là 25,6 kg. Cái loại 72 thì tốc độ của nó là 4200 vòng trên phút. Thì qua bộ giảm tốc thì nó giảm đi khoảng 8 đến 10 lần. Còn cái bộ 1500 này, 60V này thì là tốc độ vòng quay của nó là 3500 vòng trên phút. Cái này là động cơ không dùng chổi than các bạn nhé. Nó không dùng chổi than thì nó có cái hay của không dùng chổi than ấy là khi mà gặp cái nhiệt độ cao ấy, động cơ nó phát nóng lên ấy thì cái hiệu suất của nó vẫn không giảm. Còn đối với cái dòng động cơ mà sử dụng nam châm ấy thì khi mà nhiệt độ cao lên ấy thì từ tính nó mất đi. Khi mà nhiệt độ nó tăng lên ấy thì cái từ tính của nam châm nó giảm, lúc đấy hiệu suất nó sẽ giảm và động cơ nó yếu đi. Thì đó chính là cái ưu điểm và cái nhược điểm của dòng có chổi than, có nam châm và không sử dụng nam châm các bạn nhé. Thì ưu điểm của cái dòng có chổi than này thì nó rất là khỏe và rẻ. Còn cái dòng mà ba pha ấy, thì nó đắt, nhưng có cái ưu điểm của nó là nó ăn nhẹ điện. Còn nó đều có giảm tốc. Thì người ta lắp thẳng cái động cơ này vào với cái cầu trục các đăng. Đấy, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Bộ điều khiển của những cái dòng động cơ chổi than này nó rẻ. Đấy. Cho nên là thường người ta ưu tiên dùng những cái dòng chổi than này để thương mại. Còn đối với lại khách hàng ưa đồ xịn và dùng cho bản thân ấy, thì người ta dùng ba pha. Ba pha thì nó ăn nhẹ điện hơn. Đấy, nhưng nó đắt. Nhưng nếu biết dùng thì nó rất là bền. Còn cái dòng chổi than này người ta làm sản xuất thương mại thì được nghe là giá thành nó rẻ. Bảo hành các thứ nó không đắt đỏ. Còn cái dòng không chổi than ấy thì nó có cái ưu điểm mình đã nói rồi đấy. Cả hai cái thì đều có ưu điểm và đều rất là tốt. Nó sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng và người sử dụng thôi. Các bạn có nhu cầu mua cái dòng này thì xin liên hệ 0983 818 955. Để xem nhiều video hơn, các bạn có thể bấm vào tên kênh của mình ở phía dưới phần video. Và vào trong cái mục video ấy, xem trong những cái mục danh sách phát ấy, để xem theo chủ đề. Thì sẽ dễ dàng tìm những cái sản phẩm ưa thích của mình dễ dàng hơn. Cách đấu lối của cái dòng động cơ này thì mình xin được hướng dẫn khi các bạn mua hàng. Nó sử dụng 4 cái cực này. Đấy. Bản chất của nó là hai cuộn dây độc lập, cuộn A và cuộn D. Đấy, khi các bạn muốn đảo chiều của nó ấy, thì các bạn phải đảo chân, chứ nó không đảo dây động cơ giống như cái dòng có nam châm.